Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Văn Khánh đã làm qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Năm 2014, khi dành dụm được một số vốn, ông Khánh đã mạnh dạn đầu tư trồng và xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm từ chanh dây. Quá trình xây dựng và phát triển tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Khánh Gia Lai chuyên sản xuất chế biến các mặt hàng từ chanh dây đã được thành lập. Hàng tháng, công ty thu mua khoảng 500-600 tấn chanh tươi. Sau khi sơ chế, đơn vị sẽ xuất bán trên 100 tấn nước. Ngoài ra, đối với vỏ chanh dây cũng được công ty bán cho các đơn vị chuyên làm mứt với giá 10-12.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tháng ông Khánh thu lợi nhuận về khoảng 150-200 triệu đồng. Đầu tiên là tôi thu mua lại của bà con đã để đưa sang Trung Quốc. Và khi đưa sang đến Trung Quốc thì cũng có quen một số người bạn hàng bên Trung Quốc. Thì tôi bắt đầu có cái tìm hiểu về cái nước của quả chanh dây, rồi về cái bỏ của quả chanh dây. Thì từ cái mô hình đấy thì bắt đầu về tôi huy động anh em, bạn bè là vay vốn ngân hàng để mở ra cái nhà xưởng để tạo công ăn việc làm cho bà con, rồi mình cũng kiếm lợi nhuận ở trong đấy. Tôi đang rất nguyện vọng và cũng đang làm hồ sơ và thủ tục đó, thì cũng mong làm sao mà cái quả chanh dây mình được đi chính ngạch. Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 khiến công ty không chủ động được nhân công, chi phí sản xuất, vận chuyển phát sinh. Song với sự kiên trì bền bỉ, ý chí kiên cường của người lính được tôi luyện đã giúp ông Khánh vượt qua khó khăn và hái về những trái ngọt. Hiện nay, sản phẩm từ chanh dây của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Khánh Gia Lai xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, công ty còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 40-60 lao động tại địa phương. Tôi làm ở đây được 2 năm rưỡi, thu nhập hàng tháng của tôi là từ 7-8 triệu. Mức lương ở đây giúp cho cuộc sống của tôi tốt hơn. Cũng từng bôn ba khắp nơi nên cựu chiến binh Lê Văn Khánh hiểu cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy, ông luôn tâm niệm nếu mình quan tâm chăm lo đời sống thì họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý cho công việc. Nên ngoài thu nhập hàng tháng, bất cứ người lao động nào trong công ty gặp khó khăn đều được ông Khánh hỗ trợ giúp đỡ. Ngoài ra, ông còn thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện xã hội, tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động, xã hội và địa phương phát động. Trong thời gian vừa qua thì hội viên Khánh đã tham gia vào hội cựu chiến binh và rất là tích cực. Đấy, vì đóng góp nhiều về công tác xây dựng hội cũng như là tạo cái công ăn việc làm cho thứ nhất là bà con ở địa phương và đặc biệt là các con cháu là cựu chiến binh người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong những năm qua thì với cái mô hình công ty của hội viên Lê Văn Khánh thì đã giúp cho địa phương về cái công tác xóa đói giảm nghèo cũng như là xây dựng nông thôn mới. Từ thành công cho phát triển kinh tế cộng với tinh thần hỗ trợ cho cộng đồng, cựu chiến binh Lê Văn Khánh đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới.